Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cúp C125 2020 dọn cái dàn chân đẹp quá cháy khiến cho bao nhiêu người trầm trồ. Cái chiếc cúp C125 hôm nay là một trong những cái bản đồ vô cùng đặc biệt. Cái được người chủ sở cho mình một phong cách độc nhất vô nhị, chắc chắn không bao giờ đụng hàng với bất cứ con xe nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Cái sự thể thao mạnh mẽ của ở phần chèn tay lái đã được nâng cao vượt trội với một cái cây trợ lực là Hybro đến từ Hà Lan. Không chỉ được bắt, cái cây trợ lực này còn được người chủ tin tưởng giao cho nhiệm vụ ổn định tay lái, tránh nguy cơ bị chao đảo khi qua quặng ổ gà. Cái cặp mâm chữ Y cứng cáp ngày nào cho đây biến mất thay thế bằng cái sự có mặt của nó là cái phong cách cầm đồng niềm quen thuộc, vô cùng là thích hợp với những cái dòng xe cổ điển như cúp C125. Đặc biệt ứng dụng cái niềm nhôm của Aron Moras, một cái dòng niềm rất được ưa chuộng đối với những tài trợ Bình Hải. Theo tháng trước chính là cái dòng AB Racing 2bit, kích thước nhỏ gọn, gắn thì không sợ bị cạc cấn cái chân cầm trong quá trình sử dụng. Chỉ có 2 piston nên con heo này hoàn toàn cho phép cái cầm thắng xin điều tiết một cách dễ dàng nhất. Đĩa thắng bên cạnh là cái dòng đĩa Rainbow, kích thước đã vừa đủ cho con heo này. Ngoài cái ống thông nhớt, mình còn phát hiện ra được những chi tiết máy có những chi tiết như cơ bồ làm từ hợp kim titan, nhưng vì không bảo quản kỹ trong quá trình sử dụng nên đã bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Thắng sau vẫn là thắng đùm như các dòng xe bản, chỉ có điều cái càng thắng gì đây đã được thay mới, trông nó sắc sảo bắt mắt hơn rất nhiều so với càng thắng xin. Với cái cặp cụt DDB trên con xe vốn chỉ dành cho phiên bản là X105 hay là Future 105 với chiều cao hoàn toàn như xin, không chế cho mình hết, nhưng khi gắn qua cái dòng lực cúp C105 thì cái phần chân cụt phải bố trí thêm một cái cột đôn để về cái cụt ra sạch tí xíu, không bị cả vào thân xe. Chúng ta đang chiêm ngưỡng cái chiếc cúp độ cực đẹp. Exeter 105, một cái bản xăng cơ xấu cho mình cây bồ tăng rất phong cách. Ở một khía cạnh khác, nhiều người thì vẫn còn mặn mà với cái dòng Exeter 105 vì phiên bản này có phụ tùng rẻ hơn, dễ dàng sửa chữa so với cái dòng Exeter 110 hiện nay. Bản độ ta đang thấy bên dưới đây đã minh chứng điều đó, khi một vài chi tiết nhỏ nhỏ thôi và một dàn chân quý tộc đã làm con xe trên khác biệt nó bật hơn khá nhiều. Phần đầu chiếc xe được giữ nguyên bản hoàn toàn, chỉ ra thế bằng một vài chi tiết nhỏ nó bật như tay thắng xin đã được bánh sơn, đã được vài cái lớp màu sơn để lộ ra cái phần nhôm bóng rất là sáng rõ nét trên cái dàn full đen của chiếc xe độ hôm nay. Đặt cái cụm tóc Puma hành trình ra được cốt cán hơn, cho phép chiến mã đầy ba nhanh hơn so với cụm xin. Trên cái cụm Puma còn tích hợp một cái nút bấm sao cho các bạn cầu chế nhiều chức năng tùy thích như bát xin hay nút đề máy. Cái đờ mi cũng được trang bị đến từ hiệp AP, riêng cái phần xi nhan bao phủ bằng bica da màu cam cũng khá nổi. Món đồ chơi này bung ổng theo các dòng xe chính hãng của cái phiên bản là LC5, phiên bản là 2007 trở lên. Vì lắp đắp như xin không cần phải chế cháo hay các hàng gì hết. Chàng chân trước tận dụng cái đĩa gaffer đồ chơi kích thước là 210 bằng với cái size xin nên cũng không làm là cái phát hay dầu. Hai thảo được dùng cái bô của Levin được tạo ra bởi công ty lực chuyên sức bô độ nổi tiếng của Ý. Thân bô trụ thon dài, hình dáng sang trọng thanh lịch bắt mắt, được làm bằng chất liệu carbon fiber, tăng khả năng giảm nhiệt cực tốt và không làm bị bỏng da khi vô tình chạm vào. Nhìn ngắm cái dàn chân sau của cái chiếc Instagram độ hôm nay, ta thấy người chủ đã chi ra khoản tiền là 2,5 triệu để trang bị cho mình cây cục WS bình dầu rời, cho con xe không bị sát chậu độ cao mà qua những ổ gà. Với thiết kế bình dầu nằm dọc theo thân xe, giúp lắp đầy khoảng trống dưới gầm xe một cách tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.